Thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ do chính tay Ngài viết hoặc sướng họa. Hố họ khoan, Huỳnh Long Lộ Vĩ, Bạch Sĩ Tiên Sanh, Nam Quốc Công Khanh, ra đời cứu tế. Họ sang sự xế, mắc kế trương lương, tự giác thôn hương, qua dương cơ khí. Lập chí hiền nhân, nên mới có cơn. Thất sơn tiếng nổ, quy cổ diệt kim cửu cửu y nhiên tình riêng tham báo đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chưa ban hàng phục anh hố họ khoan tình lan sự xế bỏ phế hương thôn ác đức vô môn rồng mây hội yến ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi lời lẽ ráng ghi thành công êm thấm có lắm người yêu hoa hảo lối tháng tám năm kỷ mão tam hùng trổ mặt tam hùng trổ mặt ngõ chào đời từ mẫu bé nhi cũng thảnh thơi nam việt xuất thần ơn trên trước đó là việc nước với việc trời hoa hảo tháng bảy năm kỷ mão bài này viết trong khi người ta đồn bà sáu ở núi tượng xanh ba người con một mặt xanh một mặt đỏ một mặt trắng lụy tam châu tam châu hữu ngạn lụy nhỏ xa thập bát chư ban động can qua dương gian mãnh thú trừ tàn ác lê thứ hậu lai khổ thiết tha tần ban hậu hận tiên diêu động nam quốc lương dân kiến linh xa phùng hoa đô hội lưu giang huyết dư đảng dọc ngang cấp ma ha hoa hảo tháng 8 năm kỷ mão vén màn bí mật dục thúc đạo đồng kiến thúy quyên chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền Sa Vi Đông Hải Tri Thiều Nhạc Nam Đỉnh Ngọc Đài Lộ Kỷ Tiên Đống Lực Hà Quê Trung Trực Thử Hùng Ca Báo Quốc Nghĩa Đào Thiên Sơn Ly Phật Cảnh Hồi Nam Việt Diệt Khổ Sanh Kỳ Vị Trưởng Miên Bủ Ngọc Trường Quang Ẩn Tích Kỳ Sơn Đài Lộ Vẽ Liễu Huyền Vi Kỳ Thâm Tá Giả Thi Thành Thủy Hương Vị Âm Thầm Mộc Túy Vi Năm Năm Lục Ngoạc Cơ Hàng Thử non lịch đài mây rạng tu mi. Bảy niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi. Hòa bình thế giới kiến tiên bang, ngô giả tùng nhung khí đỡm giang. Hồ thiên tiểu ẩn quân tu ký, lương thứ dương trần đạo dĩ an. Đào nguyên di khả tứ hồ văn, khảo đảo tâm trung mãi vàng năng. Thì lai đại ảnh chân thiên xuất, vận thế thô trình trực bỉnh thăng. Hoa Hảo, lối tháng 9 năm Kỷ Mão. Cho ông Hương chủ bó ở Hoa Hảo. Tâm hành từ thiện vị an nhiên. Phủ hóa hiền nhân kiến Phật tiền. Huỳnh Long lộ vĩ năng kỳ diệu. Xuất thế điều đình chữa hiệu tiên. Danh sơn khai bút diều sanh chúng. Trúng trực phò nguy đại lệnh thiên. Tạo sát phù vân khai nhất điểm. Quy hồi tự lập diệt tiền khiên. Kỷ mão hạ sang mượn sát trần. Cám tin đồng loại lão khuyên dân. Thầm thâm đây đó niềm liên ái. Hợp tác cùng nhau nối bút thần. Vi lộ thiên oai bảo giác dân. Ngọc Nam ẩn sĩ dị thường nhân. Sơn Giang thủ lĩnh thừa tiên đỉnh. Tứ hải hòa giai tất hữu phân. Muốn thấy người xưa phải vẹn mày. Nam nhân hữu chí kiến bồng lai. Nhìn xem hiệu lão trong thơ ấy. Tứ cú nhờ gia đã cạn bày. Hoa Hảo, lối tháng 9 năm Kỷ Mão. Cho sung biển Tây, ở Hòa Hảo, quan trường nhiều lũ sói tà. Miệng là mảnh hổ, ý là xài lan. Vinh quang đâu có vinh quang. Tâm còn ích kỷ, tánh còn hại dân. Có thân chẳng liệu lấy thân. Cười người điên dại sau gần tiên bang. nực cười cho đứa võ phu. Đuôi mù chẳng sợ cứ mà dèm pha sau này sẽ biết mặt ta. Tiên, thần cũng chịu quỷ tà cũng cam. Dương Trần lắm nỗi đớn đau. Tu hành chẳng chịu, đạo màu chẳng theo. Cứ lo ngửa mặt cười reo. Trước cười sau khóc, khóc rồi lại than. Than rằng tà quỷ ác gian. Chẳng cho bá tánh được toàn thay thi. Mấy năm trí ốc còn nghi. Lời thầy để lại có thì sai không? Hoa hảo, tháng 7 năm kỷ mão. Hãy chờ thiên định. Bửu Châu công luyện chốn non thần. Sơn thủy môn gian bảo giác dân. Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Hương nồng danh thưởng kẻ tròn ân. Từ bi hai chữ sắc nâu sòng. Gắn chí dạy đời chẳng tiếc công. Vẫn bị xa chờ câu thành thế. Buồn ai châm chích chữ cai nồng. Hoa hảo, năm kỷ mão. Hỏi hội Long Hoa, có một bà già 80 tuổi sinh Đức Thầy cho biết coi bà có thể sống để coi hội Long Hoa chăng? Đức Thầy bèn đáp lại bằng mấy câu dưới đây. Long Hoa hội ấy còn xa. Ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sau. Phải chi hội ấy hầu gần. Thì ông hà tất xuống trần làm chi. Hoa hảo, cuối năm kỷ mão Khuyên bớt cho vai. Một cuộc phù vân có mấy hơi. Cầu xin bá tánh nhậm đôi lời cho vai mắt mỏ từ nay bớt có hỏi nới tay để giúp đời nạn khổ đâu đâu đều túng rối tay ương chốn chốn khắp cùng nơi tiền ma gạo quỷ đừng nên trữ sau cũng tiêu theo luật của trời hoa hảo năm kỷ mão ông Nguyễn Kỳ Trân tức chính diệm sướng ông Nguyễn Kỳ Trân là người làng Định Yên thuộc tỉnh Long xuyên hai mắt ông không thấy nên nhờ đức thầy chữa dùm ngàn dặm nghe ông có phép tiên. Cuối xin lời hỏi chớ ưu phiền. Thanh manh đôi mắt đường không thấy. Cậu có ơn dư cứu kẻ hiền. Kẻ hiền giàu đặng sáng như xưa. Ơn ừ ấy bằng non dạ có thừa. Lượng rộng xin ông đừng có chấp. Ngàn vàng dám đổi một lời ưa. Đức thầy đáp. Chí đại còn xa chữ phép tiên. bệnh tình cụ lão quá ưu phiền nhà tôi cũng có bà không thấy thương thảm trời xanh phụ kẻ hiền kẻ hiền lòng giả tưởng người xưa tứ khổ của kim vẫn có thừa Triếu mến tâm thành đâu có chấp vọng cầu hạnh phúc đặng như xưa di đà lục tử ấy phương châm ghi dạ sinh ông hoặc đứng nằm khẩn vái trì tâm người thượng cổ mai trời phò hộ phước cho thầm khuyên đó lòng son chớ vội buồn hữu thành Phật độ ắt qua truông. Nhờ ơn tiên, thánh trăm muôn một, tôi cũng dùng cho đảng thấy tuồng. Hoa hảo, cuối năm kỷ mão. Chẳng ra hơi, ông Nguyễn Kỳ Trân ao ước đức thầy giảng giải về đạo đức cho ông nghe. Nhưng vì lúc đó có người của sở mật thám đến dò xét nên đức thầy chỉ làm bài thi dưới đây. Đình yên, cụ lão mới sang chơi. Tâm bệnh bất an khó cạn lời. Ông chớ nản lòng chờ lúc khác. Bây giờ mở miệng chẳng ra hơi. Hoa hảo, cuối năm kỷ mão, Khang tiếng. Lúc này khang tiếng sự sầu riêng. Mở giọng thi nhân gợi nổi phiền. Hơi hám sát trần ngâm chẳng nổi. Mực tàu đã cạn ráo ngồi nghiêng. Hoa hảo, cuối năm kỷ mão. viếng non ông két. Non tiên gió mát tuệ lòng thay. Tức cảnh thi văn nhã một bài cố tưởng ước mơ về nhược thủy. Ngặt vì không cánh lấy gì bay. Giác xác phàm phu viếng non đoài. Hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay. Chư sơn bảy núi đều quy tụ. Thầy tớ cảnh tiên rõ mặt mày. Nhìn xem cây lá gió lung lay. Sáng lại lui chân trở gót hài. Vậy hỡi chư thần mau nói gót. Theo thầy dắt chúng khỏi nồng cây lâu đài núi cấm lộ nay mai. Thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Khuyên dạy dân tình minh đạo đức. Tu hành được thấy cảnh bồng lai. Trên non, ngày 14 tháng Giêng năm canh thình, Đức Thầy đọc bốn bài này cho ông Hương giáo tập ở Thế Sơn, Châu Đốc, viết tại Trên Non và khi về nhà, Đức Thầy còn đọc lại cho anh em tín đồ chép. Thời Lai Diện Mục Hồng Nhạn Ô Quy Thắng Giả Hồ thi thần đẫm khí ngộ hà mô. Điện phong vạn hộ vô thiên ảnh, tổn khí thao tồi vọng nhất vô. Nhất vô tam kiến cái thiên hồng, tông tích kỳ sanh chuyển kiếp thông. Khai cảnh nguyệt đại minh hạ giấy, thời lai diện mục tác hài công. Hoa hảo, tháng giêng năm canh thìn Ông Nguyễn Thanh Tân có họa hai bài thi trên đây, nhưng xin miễn chép. Ông Nguyễn Thanh Tân, tức hương thần ứng, sướng bóng thỏ đà lưu rạng mặt rồng. Bốn phương sĩ tử nhóm càng đông. Trời như phụ múa vòng tay áo. Đất thuấn vôi cày ruộng trổ bông. Biển làng sông trong chờ lệnh chánh. Nhà ăn nước trị lẻ thiên công. Kìa ai gói gấm lời cơ mật. ức bụng kẻ hiền bớ núi sông. Đức thầy họa. Non lịch rừng nhu lộ vẽ rồng. Danh hiền bao rải khắp Tây Đông. Chồng ông còn múa trong the áo. Nam Việt giống nồi trổ nhụy bông. Mặt đất địa cầu quy lập chánh. Một nền đạo hạnh lấy tâm công. Văn nhu áo não tìm cơ mật. Sẽ hãng việc đời hởi núi sông. Mỹ Hội Đông, ngày 22 tháng 1 năm canh thình. Ông Nguyễn Thành Tân sướng. Tiết phong một võ nhất thân khinh. Háo đạo thơ sanh cảm khóc tình. Cực vọng nam minh dân tiếp thủy tương khang Bắc chỉ thạch tranh vinh mong hội cố quốc tam canh nguyệt tỉnh khởi cô ban vạn lý trình kim nhật phùng Trần tu tận túy hư tương ly biệt não bình sanh đức thầy đáp hòa hải quy thiết lượng ngốc nhân khinh cố viễn hà qua kiến hữu tình quý hóa ai thi hà quốc thủy đại phi sơn lãnh vị thành vinh phu vân lộ thức nhiên âm nguyệt tố giả vong ban kỹ tráng trình. Phúc họa trụ phong nhiên bính tý Trung lai hữu nhật tại hoài sanh. Mỹ Hội Đông, ngày 22 tháng 1 năm canh thình. Ông Nguyễn Kỳ Trân tức chính diệm, làng Định Yên, tỉnh Long Xuyên, sướng. cương khấu xâm lăng kỷ thập niên. Vị trí đại đức giáng, Hà Tiên. Hy di ngũ quý kim an tại. Thái thượng tam vương cổ bất truyền độc nhãn sa đà tàn bắc địa liên mi chân mạng ẩn nam thiên phòng ngư xích vĩ đương kim nhật dẫn lãnh minh lương trứ tổ tiên tổ tiên cứu loạn hữu phò nguy hướng thiện khử tà chúng bất tri vô tránh vô tranh thiên hạ thiểu toàn trung toàn hiếu thế gian hy ái mau vị tiện ngô đồng phụng tiết giác thâm tàn trạch thủy quy bất tận tam tâm danh lợi khách, đáo đầu thâm mãnh niệm từ bi, đức thầy họa, thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên, sơn trung hồi giả bí danh tiên, trần nhơn đại thế nam tồn tại, lão đạo tiền phong bắc ý truyền, trình mổ ngỗ kim khuê cổ địa, xích mi hải hội luật trừng thiên, vị phi minh đế đồ tôn nhật, thành khí đào thinh giác kỷ tiên, Kỷ Tiên Hữu Nhật Ngã Đình Huy, lương Trí Bồi Thành Thử Tất Tri, Võ Kỷ Hùng Phong Nhân Mạc Thiểu, Thần Tiên Tiểu Ẩn Cổ Lai Hy, Thí Sanh Tán Địa Liên Đà Phụng, Nam Sĩ Bài Kỳ Phục Kiết Quy, Vạn Vật An Ninh Thông Điện Khách, Nhất Trường Lê Thứ Kiến Vô Bi, Ông Nguyễn Kỳ Trân Sướng, Gió Xuân Muôn Vật Toại Lòng Rồi, Nghĩ Lại Bân Khuôn Đạo Chúa Tôi, cá phụ vẫy vùng trong dấu cạn. Trong chừng đấu nước luôn ngùi ngùi. Ngùi ngùi trong thấy đám mây xanh. Thoạt vậy mưa tuôn đượm nhánh nhành. Thẩm đến rừng nhu tơi vật sắc. Dù ai đáp lũy nguyện bồi thành. Đức thầy đáp. Đạo đức truyền ban cũng chữa rồi. Xa đường nguyện ước chuyện con tôi. Mưa tuôn vừa tiếc ngư thông thả. Dạ thẩm lòng vui cũng bắt ngồi bắt ngùi cho kẻ bạc đầu xanh Xuân hiệp cùng nhau cội nhánh nhành gặp lúc tiết hòa mưa đượm sắt quyết lòng trợ thế với bồi thành bồi thành mới phải đạo văn nhu có lẽ ngày kia rắn hóa cù lũ lượt đàn chim bay kiếm ổ ráng mà theo dõi bớ văn nhu văn nhu vẹt phá sụp ao tù nước túng dân nghèo lại thiếu xu khổ khổ thương đời luôn chuyển kiếp phân trần cụ lão chuyện người tu. Mỹ Hội Đông, đêm 22 tháng 1 năm canh thình. Vịnh ông địa bằng sành. Để tại nhà ông hai sòn ở Vàm Nao thuộc tỉnh Long Xuyên. Bánh chè ngồi chơi sướng hỡi ông. Tâm lành sao chẳng tiếp non sông. Nhân dân bốn phía đương đồ tháng. Vui sướng chi mà lại tỉnh không. Mỹ Hội Đông, sáng ngày 23 tháng 1 năm canh thình cho thầy ba thận ở làng Phú Lâm tỉnh Châu Đốc. Đêm vắng mà sao cảm quá dài. Văn nhu lão trưởng tiếng bi ai. Tầm nơi yếu lý câu huyền diệu. Thương thảm cho đời thưởng huệ mai. Đối tượng lòng ông quá đổi hiền. Dặm tràn tới viếng mượn ngồi nghiêng. Tỏ tình yêu quý người lương thiện. Trong đời ngày kia khỏi xích xiền. Phú An, tối 23 tháng Giêng canh Thịnh Cho ông Phan Thanh Long lông rầy năm mới thiệt là rồng. Mèo mã bạc bài bỏ được không? Hiệu, khuynh cùng gã mau liên lại. Kéo để ngày sau chiều não nồng. Trường học Phú An, ngày 24 tháng 1 năm canh thình. Diệt tiền khiên, bồng lai như khứ khổ nan truyền. Cảm tác quyền hồ tố thiện duyên. Quốc thủy đài chư trung liệt cổ. Trần gia ngã đáo diệt tiền khiên vạn lý trường đồ mổ nhất sơn. Danh tiên liễu bá định hồi yên. Vị phi lai tục đa ưu lự. Sơn hải điền viên tất tạo nang. Hoa hảo, tháng giêng năm canh thình. Giọng khang. Lập chí giác dân đến giọng khang. Cảm tình bổn đạo ngặt lời khang. Tạm ngưng lý lẽ trong đôi bữa. Xin chớ bỏ qua rất muộn màng. Muộn màng chân lý khó bằng an thế thái trần mê giải mộng tràng. Hỡi giống tiên rồng mau mở mắt, kiếm tìm đạo lý lánh hồn lan. Hoa hảo, tháng hai năm canh thìn Muốn rõ đạo màu, đạo màu diệt khổ có từ lâu. Thần tú ra đời lại góp thâu. Chuông mỏ, sắm kinh bèn cải sữa. Xá phứng truyền lưu lấp đạo màu. Niệm chữ A-di dẹp lòng sâu. Ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu cũng có ngày kia ta giải thoát. Giải thoát thì ta rõ đạo màu. Tây phương cực lạc Phật hằng hà. Ta ráng bền lòng Phật chẳng xa. Trong cõi trần mê còn mong đợi. Thấy Phật trì tâm đến năm gà. Hoa hảo, năm canh thình. Trong mây, phiêu phiêu mây bạc trắng loạt. Ấy là tài lệnh ngọc tòa sai ta. Xuống trần thấy chúng thiết tha. Vì đâu sắp đến hàng hà lụy rơi chừng nào mới đặng thảnh thơi qua năm tuất hợi phật trời định phân tây vức liên nam hiệp định phân tâm giáo quy ngương viện lý cân hùng anh phiên quốc lai hang phục đinh hợi đáo niên tạo thiện nhân hoa hảo năm canh thình trong khi đức thầy cảm hứng lý lịch thượng thẩm đạo màu nẻo cao sâu đẳng đẳng hãy làm chớ để lâu đại pháp vô vi là chân lý thân làm tròn vẹn khỏi lo âu. Huỳnh Long tự thế gần sanh chúng, bốn tánh hòa thôn hảo đi đầu. Tiên cảnh thoát ly truyền bá ký, năng tầm Phật lý rạch từ câu. Oai hùm chấn động một góc trời, đồ chúng ra kinh rãi khắp nơi. Cứ thế chẳng mong ơn ai trả, nương sát phàm phu ngõ đợi thời. Huỳnh sanh cơ thẩm đáo trung đàn, từ giác âm thầm kiến tiên bang. Bửu Ngọc Sơn Trung Kỳ Hương Chí Tứ Hải Bất Hòa Khởi Liên gian. Hoa Hảo Năm Canh Thìn Khuyên Sư Vải Trước Đài Sen Báo Ngát Hương Đăng Hai chữ Nam Mô ấy Lẻ Hằng Thế sự biến đưa bề lợi hại Tâm Trần rửa sạch mới siêu thăng Khuyên trong Sư Vải Mau Mau Tỉnh Luân hồi quả báo rất công bằng Mang tiếng xuất gia sao chẳng liệu đạo đức sông chưa hởi chưa tăng. Hoa hảo, năm canh thình. Tạm ngưng lý thuyết. Gặp buổi gian trung tiếng nhộn nhàng. Cám tình bốn đạo sự riêng than. Thầy an nghỉ sát trong đôi bữa. Đây cũng trải qua hết nhộn nhàng. Nhộn nhàng già trẻ có lòng lo. Mà ấy chẳng qua ngược gió đò. Đầu lại ít ngày chờ lặng sống. Tớ thầy sẽ gặp việc hay ho. Hoa hảo, ngày 10 tháng 4 năm canh thìn. Đức Thầy viết bài này vì lúc ấy có nhân viên sở mật thám ở Châu Đốc đến dòm ngó. Ông Nguyễn Thanh Tân đến Sà No thăm Đức Thầy, sướng. Cách mấy tuần dư đã vắng lâu. Máy tay đứng sủ tóc phai màu. Tin thơ mới đặng thông lời ngọc. Ngồi bút khôn dằn ứa hột châu. Khắc lụng bân khuôn nơi cửa khổng. Canh tàn thỏ thẻ trốn thang lầu ngàn trùng nước bích xa xuôi đấy. Cuối kính lời quê gợi mạch sầu. Đức thầy họa, xuống trần dạy dỗ cũng đà lâu. Sẵn dịp lìa quê rải đạo màu. Thông thả trao tria đời lựa ngọc. Thảnh thơi chùi rửa khắp tim châu. Trung dung khuyên đó noi gương khổng. Hiếu hạnh dạy con chớ mến lầu. Tuyệt đích siêu màu nơi kệ đấy. Phạm nhân sớm vội gắt cơn sâu ông Nguyễn Thanh Tân sướng. Đạo đức bủa ra khắp cõi trần, ơn thầy phổ hóa nặng ngàn cân. Ngậm vanh mong trả ghi muôn thuở, nhã ngọc lâm đền nguyện một thân. Sủ xếp lũ bàn còn đợi gió, u ơ bày bướm hỡi chờ xuân. Hội lành rồng gặp cơn mưa móc, chi để nhò văn khói lửa tầng. Đức thầy họa và cho thêm, thương tưởng người mê lão xuống trần ngặt vì chưa dẹp lũ huỳnh cân lòng yêu sanh chúng luôn chuyển kiếp dạ ái dương trần đổi sắc thân leo lái sáng rồi còn ngược gió cánh trương chưa gặp cuộc phù vân sang hè con quốc sầu mưa móc Đối thấy đời nay học thối tần vạn lý trường thành khí khẩu chương thanh phong tiết hạnh dĩ luân thường dị nhân tái thế từ bi thuyết đào tị long xa thoát hòa ương dặn lòng lục tự mựa đừng say. Qua bể về quê ngõ chuốt hài. Tiên cảnh kia kia gần lộ vẻ. Chờ người hữu phước đến liên đài. Tỏ lời thăm viếng khắp đầu đâu. Bốn đạo từ nay gắt mộng sầu. Vọng bái thánh thần đền lộc cả. Trong quyền chỉ bảo khắp đâu đâu. Đâu đâu cũng mến tới mà tu. Ngàn dặm xa xuôi biệt tích mù. Công cán thăm thầy không nại khổ việc đời lắm kẻ quá là ngu. Lập thân hành đạo phải truân chuyên, cứ thế thầy đầu mến bạc tiền. Dặn lòng con hãy bình gan dạ, sẵn dịp dân lành rõ Phật tiên. Phật tiên thương hết cả nhân sanh, tu tỉnh trì tâm đạo ráng hành. Chớ lấy sự sầu gieo não trí, để thầy an ổn dẫn quần sanh. Thâm hiểu lòng ta nổi cuộc đời, một bầu nhiệt huyết chẳng xe lơi mến yêu quốc thủy tình đồng chúng, phải tính cho xong nổi cuộc đời. Xà no, tháng sáu năm canh thìn, cho ông chính nhiệm tức Nguyễn Kỳ Trân ở làng Định Yên, Long Xuyên, đường xa ngàn dặm cụ sang thăm, nghe đạo huyền vi cảm kích thầm, cố tử ước mơ đời thạnh trị, gạn tâm hoài vọng điệu xa xăm, nồi giống lạc hồng nay nảy nở, Nam Bang vui thú buổi đồng tâm ông ơi, hãy ráng tìm chân lý. Khác thể thần tiên thấm nhạc âm. Nhạc âm châu võ cuộc phong thần. Tảo bắc chinh nam ái nước dân. Treo sợi xích thằng chờ vận đến. Cục dây ngọc đái đợi người ân. Thiên công lắc lẻo sao lâu quá. Địa phủ trớ trêu lấp mắt trần. Tông tổ mở mang nhờ đức cả. Giống dòng no ấm bớt trần thân. Đường xa dịu vời cảm tình ông vậy mới nở nang giống lạc hồng. Nội chí thánh hiền tìm cội cũ, theo gương Phật tổ thấy non sông. Hồ thiên ngọc ẩn chờ quy kiển, tri đĩa kim sơn đến cõi bồng. Hãy ráng sưu tầm cho rạch lý, một ngày hòa hiệp hết còn mong. Còn mong cho gặp hội mây rồng, sắp đến bước đường lắm nẻo trong. Quân tử tùy thời hơi suốt bước, tiểu nhân ỷ sức mạnh pha sông khốn thay dân sự người cao thấp. Đau đớn thân hèn kẻ tiết công. Dạ luống ai hoài than thở chút. Lòng lo dương thế bắt cuồng ngông. Cuồng ngông cửa Phật quá thêm nồng. Thấy chúng đời này những ước mong. Trời định nhân tâm quy nhất thống. Đất xoay vật dụng một nền không. Diệu thâm bác chánh lời truyền giáo. Xa thẩm tứ đề tiếng dục ông. Bớ hởi lạc hồng mau lượng xét để chừng phong võ hết giờ trong. Sa no, năm canh thình, Bác ái đại đồng, nhân dân bá tánh cũng con lành. Thầy dạy cho đều khắp chúng sanh, may mắn vận thời đưa đến chốn. Tiền khiên dẹp gác kiếm con lành, nhắn cùng bổn đạo khắp đâu đâu. Vạn vật từ nay luống thảm sâu, áo não thương đời đa đối khổ. U buồn trăm họ vẽ vài câu. Sa tháng 4 năm canh thình. Nhắn nhủ cùng ai? Nhắn nhủ cùng ai một ít lời? Nhờ ân đưa đẩy tới nhiều nơi. Ghét vơ sĩ khó trao lời hạnh. Hạnh phúc hiền lương tiếng nước trời. Nước trời cảm động cảnh trầm luân. Đừng để tim gan lửa nó lừng. Hóa dị mãn chờ cây quạt kép. Tâm trần siêu việt kiến thời hưng. Thời hưng trời đất tạo trừng gian. Ủa, ủa thì ra rất muộn màng. Vui thẩm tiên bồng nơi thỏa hiệp, hoàng cầu sanh chúng khỏi lầm than. Sà no, tháng 4 năm canh thìn Nhà chức trách dời đức thầy từ Hòa Hảo đến Sa Đéc rồi qua Nhân Nghĩa, Cần Thơ, giấy vàng. Giấy vàng này đã giá cao thăng, bị trắng lại chê vội bỏ lăng. Thương thảm chúng quăng nằm kẹt hốc. Chủ nhà quét tước lượm lăng xăng, xà no, tháng tư năm canh thình. Thấy quý ông năm hiệu, năm chơn, biện hôm xé giấy vàng mà bỏ bị trắng nên đức thầy tức cảnh làm bài. Thơ trên đây, trước khi làm thơ, ngài cười nói rằng, trắng hay vàng uống cũng được, giấy mắc lắm, tại sao mấy ông xé bỏ? Thân gà, thơ xưa, chắc chiêu trong trứng mới nở ra. Dịu đâu bay lại sớt con gà. Mẹ kêu túc túc xè cánh đuổi chủ nhà tiết của vũ tay la đức thầy họa nên gian hai dạ truyền sanh ra dòm ngó càng thương hại lũ gà trở mặt dòm trời cao tuốt mịt ức lòng thiếu cánh chớ nên la Sano, o tháng năm năm canh thìn viếng đêm bài này là của nội tổ ông hương bộ thạnh trắng thời chịu vẽ ngọt là nêm vui dạ chỉ bằng đọc sách đêm học đủ ba dư trời chẳng phụ đến ngày bẻ đặng quế cung thêm. Đức Thầy họa, tình thương thâm viếng chật như nêm, tưởng nhớ lòng ta chớ ở đêm. Nhà nước khác chi người thiếu phụ. Ôi thôi, chờ vẫn bước lên thêm. Lúc đó có nhiều anh em bổn đạo ở Long Điền, Long Xuyên, đến tại nhà ông Hương Bộ Thạnh để thăm Đức Thầy và muốn ở lại vài ngày. Đức Thầy làm bài này để khuyên anh em về sớm. Canh trường già đoạn, kiến canh sơ, phổ hóa nhân sanh trực thế thờ, sư giả hạ trần nhân mạc kiếp, cấp hồi nam Việt tác cuồng thơ, thông hành thế lự ái nhi ca, Cổ Thụ huyền thi thiết nhĩ hà, đái bích lư bồng thâm tải hận, Đại thì thiên định thiết phong xa, sa no, ngày 24 tháng 5 năm canh thìn, ước vọng người hiền, lúc đức thầy ở rạch so đũa, sa no có một nhóm nhân sĩ đến viếng. Ngài có cho hai bài thơ dưới đây. Cảm tình đồng đạo hiểu tâm không? Cuồng sĩ bao giờ cũng ngóng trong. Mong ước gặp người tri kỷ ấy. Tội thay chí cả khách non bồng. Non bồng xót chúng xuống trần gian. Gặp buổi hoàng cầu nước tiếng thang. Ước vọng người hiền như khát nước. Chống mau liễu kết dẹp lăng loàn. Sa no, năm canh thình,